Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị hàu, và trên bàn thì có dưa leo, hành tây và mực. Đấy, các bạn thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Tiếp theo là mình sẽ bắt đầu nướng. Thank you.
Đây là con hà, con móng tay này mọi người. Đấy, ngon không mọi người? Đó. Xin mời mọi người nha. Tiếp theo là ăn con hàu này. Miếng dưa leo nè mọi người.
Cái này là mực nè mọi người.